Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nữ mạng. Năm Nhâm Dần 2022 dự đoán cuộc sống và công việc của nữ mạng sinh năm 1994 có nhiều thay đổi. Đây là năm mà người tuổi này nữ mạng có nhiều sự mở mang thêm cho công việc kinh doanh làm ăn. Phương diện tiền bạc tài chính đối với tuổi Tuất sinh năm 1994 nữ mạng không được chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp như kỳ vọng, có thể phải hao tán nhiều tiền bạc cho cuộc sống sinh hoạt hoặc công việc. Tình cảm gia đình trong năm cần chú ý vì không được hòa thuận. Xem tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng năm 2022 chi tiết. Giáp Tuất sinh từ ngày 10 tháng 2 năm 1994 đến ngày 30 tháng 1 năm 1995. Giáp Tuất năm nay 29 tuổi, mệnh hỏa, cung ly, cầm tinh, thủ thân, chi cẩu, sao hạn, sao phân hớn, hạn, ngũ mộc. Tổng quan về tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022. Vận mệnh tuổi Giáp Tuất năm 2022 nữ mạng. Cuộc sống của người tuổi Tuất sinh năm 1994, cả tình duyên lẫn sự nghiệp đều gặp nhiều điều may mắn. Con đường phát triển về công danh cũng như cuộc sống gặp được nhiều thuận lợi. Ở thời kỳ tiền vận có chuyện buồn, khổ đưa tới, thuận sinh vào tháng 1 và tháng 5 hoặc tháng 12 âm lịch. Người nữ mạng tuổi này có cuộc đời hoàn toàn hưởng hạnh phúc như mong muốn. Còn nếu lỗi mùa sinh trong cuộc sống, có thể trải qua một số thăng trầm trong cuộc đời, trung vận được cuộc sống an nhàn sung sướng. Nếu lỗi sống hiền lương thì có thể gia tăng thêm niên kỷ. Khái quát tổng quan, xem tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng năm Nhâm Dần. Là một năm có nhiều sự biến động trong công việc, cũng như dễ thay đổi cho công việc làm ăn hay có sự đầu tư mở mang thêm. Ngoài ra, trong năm nay tiền bạc cũng có sự hao tán nhiều và chú ý tình cảm gia đình không được tốt. Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Giáp Tuất nữ mạng qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc tài chính trong năm 2022 đối với quý cô tuổi Giáp Tuất gặp nhiều điều bất lợi và khó khăn. Trong năm không nên đầu tư làm ăn kinh doanh vì đây là năm chủ về gặp thất thoát về tiền bạc, cho nên tiền bạc nếu xuất hành kinh doanh có thể khó thu hồi lại vốn, thậm chí còn bị thua lỗ. 2. Luận về mặt sức khỏe. Trong năm nay, sức khỏe của nữ mạng tuổi này không có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, quý cô có các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa vì có những thay đổi theo chiều hướng xấu. Nếu bị bệnh trong năm, thời gian điều trị có thể kéo dài, lâu ngày mới có thể khỏi được bệnh. Ngoài ra, việc đi lại xe cộ trong năm cũng vướng phải một số chuyện không tốt nên cần cẩn trọng. 3. Luận về phương diện công việc làm ăn. Nhiều công việc trong năm Nhâm Dần của người nữ mạng tuổi Giáp Tuất không được như ý muốn, từ đó dẫn tới những thay đổi trong công việc làm ăn. Ngoài ra, lưu ý có thể bị quấy phá hoặc cản trở từ những người xung quanh, khiến công việc khó khăn, nhiều trở ngại và khó được kết quả tốt đẹp. Bởi vậy, tiến hành công việc trong năm nay có nhận được thành quả tương xứng với công sức bỏ ra. 4. Luận về phương diện tình duyên gia đạo. Tình cảm gia đình của người sinh năm 1994 nữ mạng trong năm nay chú ý không được tốt. Các mối quan hệ của thành viên trong nhà dễ nảy sinh những chuyện bất đồng, thiếu hòa khí. Năm nay, nữ mạng Giáp Tuất còn cho biết đôi khi trong tình cảm dễ có những chuyện dẫn tới mâu thuẫn không mong muốn, nảy sinh tranh cãi bất đồng trong gia đạo. Bên cạnh đó, cần lưu ý trong năm có thể có chuyện buồn đưa tới trong gia đình của nữ mạng tuổi Giáp Tuất. 5.
luận về phương diện ngoại giao. Phương diện xuất hành ngoại giao của người nữ tuổi này gặp phải những bất lợi, ra ngoài chuyện thị phi đưa tới hoặc cũng có thể gặp phải những chuyện phiền muộn đưa tới. Xem vận hạn tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, nữ mạng, theo thiên can địa chi. Thiên can tuổi Giáp Mộc gặp năm 2022 nhâm thủy là bình hòa, dự báo một năm công việc không nhiều chuyển biến mà ở mức bình thường, tiền bạc chỉ đủ cho chi tiêu trong gia đình. Luận về địa chi. Địa chi Tuất gặp năm Dần là tam hợp, công việc tiến hành được hanh thông, bên cạnh đó sự nghiệp xây dựng bền vững và tiền tài có lộc. Luận về tứ trụ. Tứ trụ có thiên hao địa sinh. Làm ăn. Trong năm 2022 của nữ mạng Giáp Tuất, trong năm dễ gặp những chuyện bất lợi, tính toán trở về thua thiệt và có chuyển biến khó lường trước, trở ngại cuộc sống và suy hao về tài lộc trong năm. Lưu ý về sức khỏe không được tốt và gia đình có chuyện buồn đưa tới. Luận về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh, mạng hỏa gặp năm kim là khắc xuất trung bình, trở về trong năm công việc không được giúp đỡ từ người thân hay những người bạn xung quanh mà phải tự thân vận động. Năm nay quý cô có thể bị mất trộm. Luận về ngũ hành cung phi. Cung phi của nữ mạng Giáp Tuất là ly hỏa, gặp năm 2022 là khôn thổ sinh xuất xấu. Phương diện tài lộc thì hao tán, còn sức khỏe có thể bị yếu đi. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Giáp Tuất nữ mạng về mặt sao chiếu mệnh. Sao Vân Hận. Vân Hận tháng 2, tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên. Tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tâm thân. Giải nghĩa. Nữ mạng Giáp Tuất trong năm 2022 gặp sao Vân Hận chiếu mệnh thì chú ý về thai sản trong năm Nhâm Dần không được tốt. Mọi việc trung bình nhưng dễ bị khẩu thiệt, đau ốm, nóng nảy hoặc bất lợi thua thiệt. Nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch vướng phải chuyện quan sự, gia đạo khó được yên và chú ý việc nuôi gia súc. Hạn theo năm của tuổi Giáp Tuất nữ mạng, hạn ngũ mộ tức tiểu hạn. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Theo tử vi Giáp Tuất năm 2022 nữ mạng tuổi này sẽ gặp nhiều bất an về tinh thần và tiền bạc có thể suy hao trong năm nay. Chú ý không nên cho người khác ngủ nhờ, ngoài ra mua hàng cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Hạn theo tuổi, hạn hoàng ốc, ngũ thọ tử. Chủ về vợ chồng trong năm gặp hạn này làm nhà thì tình cảm vợ chồng có thể bị chia rẽ, nảy sinh những mâu thuẫn hoặc bất đồng. Vận niên của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022. Vận niên trư phùng hỏa, tức heo gặp lửa. Vận niên này, cuộc sống có nhiều nghịch lý đưa tới, công việc còn bị người khác cạnh tranh và tìm cách chống phá, bất hòa tình cảm của các thành viên trong gia đình. Xem lá số tử vi của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022 như sau. Tại cung tiểu vận có các sao: Phượng Cát, Giải Thần, Thiên Mã, Tiểu Hao, Tới Phá, Thiên Hư, Bệnh. Bộ sao này chủ về có thể đi lại nhiều trong năm nay. Bên cạnh đó, bệnh tình về đường tiêu hóa không được tốt. Tại cung xung chiếu có các sao: Văn Tinh, Thái Tuế, Đại Hao, Triệt, Tràng Sinh. Bộ sao này cho thấy chủ về công việc phấn đấu, có ý chí, cũng như hướng phát triển mới cho công việc.
bệnh đường tiêu hóa trong năm cần phải hết sức chú ý. Tài cung nhị hợp có các sao: Thiếu Âm, Thiên Việt, Cô Thần, Vi Liêm, Tuần, Tuyệt. Bộ sao này trổ về tình cảm của các thành viên trong gia đạo cũng như mối quan hệ bạn bè không được tốt. Tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng năm 2022 còn tiết lộ thêm quý cô nên cẩn thận những mâu thuẫn có thể đưa tới liên quan việc tiền bạc hay làm ăn. Tại cung tam hợp có các sao: Kình Dương, Điếu Khách, Quan Đới, Đường Phù, Hỷ Thân, Tang Môn, Thiên La, Thiên Khốc, Tuần, Quan Đới. Công việc tiến hành trong năm 2022, chú ý về những bất lợi có thể gặp phải. Tiền bạc, đầu tư nên hạn chế vì khó thu lại được vốn, có chuyện buồn trong gia đạo cần nên chú ý. Kết luận, năm 2022, chủ về có những điều bất lợi đưa tới cho nữ mạng sanh năm 1994, di chuyển hoặc thay đổi công việc làm ăn kinh doanh. Đây cũng là năm dễ thay đổi về nơi ăn trốn ở. Chú ý về tình cảm của gia đạo không thuận hòa, có người phá hoại. Và đặc biệt sức khỏe lưu ý nếu đi lại xe cộ nhiều. Xem tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch. Tháng đầu năm công việc làm ăn buôn bán của nữ mạng Giáp Tuất chuyển biến không được tích cực. Bên cạnh đó sức khỏe cũng có phần kém đi, dễ bệnh tật hay có thể bị đau ốm. Tháng 2 âm lịch. Tháng này chủ về có lộc tiền bạc đưa tới cho phương diện tài chính của nữ mạng Giáp Tuất. Tuy nhiên người tuổi này nên chú ý về hạn giao kéo có thể gặp phải trong tháng này. Tháng 3 âm lịch. Đây là tháng chú ý có những thay đổi cho công việc kinh doanh làm ăn. Trong tháng này nhiều khả năng nữ mạng Giáp Tuất đầu tư hoặc mở rộng thêm công việc làm ăn kinh doanh. Tháng 4 âm lịch. Làm ăn kinh doanh tiến hành trong tháng 4 âm lịch bình thường, tình cảm của gia đình có thể không được tốt, đó là những mâu thuẫn trong quan điểm cuộc sống của các thành viên. Tháng 5 âm lịch. Tiền bạc trong tháng này của quý cô tiêu pha nhiều cho các công việc làm ăn hoặc khoản chi tiêu của gia đình. Ngoài ra cần lưu ý về những chuyện thị phi đưa tới cho công việc. Tháng 6 âm lịch. Tháng này quý cô được quý nhân giúp đỡ nên tiến hành công việc gì cũng đạt được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên cần cẩn thận về xe cộ đi lại. Tháng 7 âm lịch. Công việc triển khai trong tháng 7 âm lịch không được các lợi như ý muốn. Cùng với đó lưu ý về chuyện trong nhà, dễ có những chuyện buồn đưa tới trong gia đạo vào tháng 7 âm lịch này. Tháng 8 âm lịch. Tháng này quý cô gặp được sự giúp đỡ của những người xung quanh, công việc và cuộc sống. Bởi vậy tháng này tiến hành công việc nào, người nữ mạng Giáp Tuất đều có được những điều khá tốt. Tháng 9 âm lịch, xuất hành đi xa, cần chú ý có chuyện bất lợi có thể xảy đến, nổi bật là những việc có thể liên quan tới vấn đề pháp lý hay cửa quan. Tháng 10 âm lịch, tin vui có thể đưa tới cho công việc buôn bán làm ăn của người sanh năm 1994 nữ mạng. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đạo cũng đón được tin vui, rất có thể là tin vui hỷ tính. Tháng 11 âm lịch, có sự thay đổi công việc làm ăn kinh doanh của quý cô có nhiều khả năng diễn ra. Ngoài ra, nữ mạng Giáp Tuất có thể thay đổi về nơi ăn hoặc trốn ở. Tháng 12 âm lịch, mọi việc trong tháng cuối năm của nữ mạng Giáp Tuất khó đạt được như kỳ vọng đã đặt ra ban đầu. Có thể công việc bị người khác tìm cách khóa hại hoặc cản trở. Kết luận, trong những chuyển biến từng tháng đối với năm Nhâm Dần 2022 thì tháng 2, tháng 8 là những tháng tốt nhất cho những công việc của nữ mạng Giáp Tuất. Bên cạnh đó cần cẩn thận hạn chế thực hiện các dự định hoặc cẩn trọng trong các tháng 6 là tháng 4 và tháng 12 âm lịch. Xem tử vi nữ mạng Giáp Tuất năm 2022 theo tháng sinh. Quý cô sanh vào mùa xuân tháng 1 âm lịch.
Những người sinh tháng này có sức khỏe không được tốt trong năm Nhâm Dần, tài chính cũng phải đối diện với không ít những điều bất lợi. Tháng 2 âm lịch, đây là tháng sinh của quý cô gặp nhiều khó khăn về phương diện tài chính trong năm Nhâm Dần. Bên cạnh đó, sức khỏe và tình cảm vợ chồng cũng không được như ý muốn. Tháng 3 âm lịch, nếu sinh vào tháng 3 âm lịch, người nữ mạng tuổi Giáp Tuất cần lưu ý về tình cảm của các thành viên trong gia đạo, đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ chồng có chuyện bất hòa. Quý cô sinh vào mùa hạ, tháng 4 âm lịch, gặp nhiều khó khăn trong công việc, xuất hành trong năm chú ý cẩn trọng. Lưu ý ngoài ra, cần phải cẩn thận về sức khỏe của các thành viên trong gia đạo. Sinh vào tháng 5 âm lịch, ngoại giao trong năm khó khăn, công việc làm ăn dẫn tới những thay đổi không được thuận lợi. Chú ý người già trong nhà có thể bị đau ốm bệnh tật. Tháng 6 âm lịch, nếu sinh vào tháng này, nữ mạng Giáp Tuất, công việc chuyển biến không được tốt đẹp như ý muốn. Đây là năm cũng bất lợi cho sức khỏe của người già trong nhà. Quý cô sinh vào mùa thu, tháng 7 âm lịch, lưu ý về vấn đề sức cũng như tình cảm của các thành viên trong gia đình không được tốt. Có những điều bất hòa, chuyển biến bất lợi về công việc làm ăn. Sinh vào tháng 8 âm lịch, chú ý trong năm Nhâm Dần, việc lưu thông xe cộ cẩn thận, sức khỏe cũng không được tốt. Trong nhà thiếu hòa khí do người khác phá hoại và công việc không được kết quả như dự kiến ban đầu đặt ra. Tháng 9 âm lịch, sinh vào tháng này chú ý về sức khỏe có thể yếu đi, dễ mắc phải đau ốm hay bị bệnh tật. Công việc và tình cảm gia đạo đều khó được như ý muốn. Quý cô sinh vào mùa đông, tháng 10 âm lịch. Nữ mạng tuổi Giáp Tuất sinh vào tháng này công việc làm ăn cũng như trong cuộc sống. Có nhiều điều thay đổi, chú ý về tình cảm của gia đạo. Sinh vào tháng 11 âm lịch. Chủ về có những thay đổi về làm ăn kinh doanh hoặc có thể là những thay đổi về nơi ăn chốn ở, vợ chồng tình cảm không được tốt, dễ có nhiều chuyện bất hòa nảy sinh. Sinh vào tháng 12 âm lịch, sinh vào tháng cuối của năm Giáp Tuất, chú ý trong năm Nhâm Dần, phương diện tình cảm không được tốt, bên cạnh đó đây là năm chủ về có những thay đổi cuộc sống cũng như trong công việc. Tổng kết, qua luận giải tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng sinh năm 1994, trong năm Nhâm Dần 2022, nữ mạng có sự đan xen giữa những thuận lợi và những bất lợi của cuộc sống. Trong năm 2022, quý cô nên kết hợp làm ăn với các tuổi hợp sinh năm 1990 hoặc tuổi sinh năm 1986 để công việc làm ăn kinh doanh trong năm 2022 được thuận buồm xuôi gió, tài lộc hanh thông.